chào mừng các bạn trở lại với kênh Sang Ngọc TV nha. Hiện tại thì 17 giờ chiều các bạn. Sang Ngọc có ghé công viên Vườn Sáo Dĩ An, thấy các anh các bác đang thả diều nè các bạn, quay những hình ảnh thả diều cho các bạn cùng xem. Hôm nay do trời gió cũng buổi chiều cũng được các bạn, các bậc phụ huynh chở thầy nhỏ ra đây xem diều rất là nhiều luôn. Bên này công viên mình có ba con diều phía đông học các bạn, một con diều ó ở trên, cái đến là con diều rắn, dưới nó là con diều rồng các bạn. Hôm nay mình có bộ ba rồng rắn diều ó đã trên một sợi dây. Xa xa là có hai diều lượn này các bạn. Sao không thấy gì nhỉ? Mình cũng có hai bạn trẻ sau giờ học ra đây thả diều các bạn. Bé Phúc với bé Hoàng. Hôm nay em cũng có một con diều 6-3 mét các bạn, ở trên bầu trời rồi, số gắn 6. Còn trên bầu trời hiện tại thì mình có tới 2-4-5 con diều 6 các bạn. Mà do gió nhỏ quá không có nghe gì hết. anh chỉnh quay rồi. Được rồi. À, nó hơi nghiêng trái chút xíu á, nghiêng phải. Con diều trong suốt luôn, nhìn thấy mây luôn trên trời luôn nè. Đây hai bạn trẻ đang thả con diều siêu nhỏ này các bạn. Bé Hoàng đang thả con diều này nha các bạn. Một sợi chỉ khổng lồ luôn. Còn đây là sợi dây đây. Đố các bạn nhìn thấy con diều. Do trời thì tối các bạn, con diều thì nó trong suốt luôn. Nên nè, thấy nè, nó nằm ở trên 2-3 con diều. Rồi. Không thấy, camera bắt không được. Trời thì tối mà diều trong suốt, không thấy con diều luôn. Con diều nhỏ xíu, 30 cm. Hơn 30 cm chút à. Con này bự gần bằng con kia chứ. Nào. Ở đâu? Con này 32 nè. Bự hơn cái con này. 32 nè. Dài hơn mấy cây. Dài hơn cây. Nặng không? Nó kéo cái này nổi không? Nặng không? Con kéo nặng không? Con 47. Con kéo nặng không? Nhẹ rồi chú. Nhẹ. Chứ mấy cái con kia nó mới nặng. Ý như là con 5 mét. Con này là 3,2 mét của mấy anh nè. Thôi đâu thấy gì đâu, trời tối rồi, hiện tại là cũng gần 6 giờ rồi. Chuẩn bị 6 giờ nha mọi người. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 3. Lớp 3 rồi hả? Bữa nay sao không học? Dạ không, bữa nay con nghỉ. Bữa nay nghỉ. Bữa nay thứ mấy mà nghỉ? Như vậy. Một con diều 6 cũng đang chuẩn bị thả đêm nha các bạn. Anh Kính đang chuẩn bị lên. Trời cũng chiều rồi nên đèn cũng bật được bật rồi.
trời thì cũng tối rồi các bạn, hết quay được rồi. Mình chắc cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.